với vài lọ lá cây trong vườn nhà, bạn đã có thể tự chế ra bài thuốc đơn giản trị bệnh trĩ hiệu quả mà không cần uống thuốc. Theo Đông y, việc các bu trĩ hình thành là do khí huyết ứ trệ, nghĩa là máu từ tim theo động mạch đi đến nuôi các mô vùng hậu môn và tiếp tục theo tĩnh mạch trở lại về tim. Nhưng vì khí huyết ứ trệ máu ở vùng hậu môn theo tĩnh mạch về không hết, sẽ dồn tích lại, dần dần làm tĩnh mạch căng phồng lên và mỏng đi. Khi đi đại tiện, đôi khi phân cỏ xác vào tĩnh mạch, làm vỡ tĩnh mạch, gây nên hiện tượng đi ngoài ra máu, và đến khi sa xuống, tạo thành búi trĩ. Nếu chỉ phẫu thuật cắt búi trĩ thì mới chỉ giải quyết được phần ngọn, và không sớm thì muộn, một thời gian sau, bệnh trĩ sẽ lại tái phát. Trong dân gian, có rất nhiều cách điều trị bệnh trĩ bằng thảo dược dễ kiếm, không qua phẫu thuật, giúp điều trị tận gốc nguyên nhân của bệnh trĩ. Nhờ đó, khi đã chữa khỏi thì bệnh sẽ không còn tái phát. Bạn có thể tham khảo những cách điều trị bệnh trĩ dưới đây. Chữa bệnh trĩ bằng lá thiên lý. Có thể nói, cây thiên lý là một loại thực vật dễ trồng, dễ chăm sóc trong vườn nhà bạn. Trong Đông y, chọn loại cây này là cách để trị bệnh trĩ dân gian hiệu quả. Cây thiên lý có tác dụng giải nhiệt bên trong cơ thể khi bị búi trĩ nội, chảy máu, rát họng môn. Cách chữa trị: dùng lá thiên lý còn non khoảng 100g đã rửa sạch, muối ăn chừng 5g, một muỗng cà phê, giã lá với muối, thêm vào 30ml nước đun sôi để ấm, rồi lọc qua màng vải 2 gạt đã tẩy trùng. Dùng hỗn hợp thấm vào bông tẩm thành bông băng, đắp bông băng lên chỗ búi trĩ lồi, ngày làm khoảng 1 lần đến 2 lần, kết hợp uống với nước lá thiên lý tươi khoảng 3 đến 4 bát một ngày. Chữa bệnh. Chữa bệnh trĩ bằng rau diệp cá. Loại rau này không khó tìm, có thể kết hợp trong mỗi bữa ăn. Đây là loại rau cung cấp nhiều chất xơ, một loại thực phẩm rất tốt cho người mắc bệnh trĩ. Tuy nhiên, người mắc bệnh cần phải kiên trì ăn rau diếp cá sống hàng ngày, với số lượng nhiều mới có hiệu quả và khỏi bệnh được. Sau khi rửa rau thật sạch, tốt nhất nên ngâm với muối khoảng 5 phút, để ráo nước rồi ăn sống kèm với các món ăn trong ngày. Ngoài ra, có thể nấu lá diếp cá, khi nước còn nóng, ấm, dùng để ngâm, rửa hay xong cho người bệnh. Dùng bã còn lại đắp lên chỗ búi trĩ cho bệnh nhân. Bệnh trĩ sẽ khỏi hẳn nếu người bệnh kiên trì dùng rau diếp cá như một bài thuốc hữu hiệu trị bệnh trĩ từ dân gian này. Chữa bệnh trĩ bằng cây lá bỏng. Trị chứng trĩ: dùng 6g lá bỏng, 6g rau sam, rửa sạch, nhai sống hoặc sắc uống. Nếu bị lòi dôm và lử hậu môn thì nấu nước bồ kết ngâm rửa hậu môn và giã lá sống đời đắp vào búi trĩ. Trị chứng đại tiện ra máu: lấy 30g lá bỏng, 10g cỏ nhỏ nồi, 10g ngải cứu, xào cháy, 10g lá trắc bá, xào cháy, sắc lấy nước uống một ngày một thang. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng của lá đầu không chữa đau dạ dày ít người biết. Từ xưa tới nay, lá đầu không chỉ được biết đến với tục ăn trầu câu, nó văn hóa truyền thống mà nó còn là một vị thuốc dùng để chữa trị nhiều bệnh. Trong đó, dùng lá đầu không có thể trị đau dạ dày và làm giảm các triệu chứng bệnh hiệu quả mà không phải ai cũng biết. Dưới đây, các bạn cũng có thể tìm hiểu về công dụng chữa bệnh đau dạ dày của lá trà không và cách dùng lá đầu không chữa bệnh hiệu quả. Công dụng chữa bệnh đau dạ dày của lá đầu không: làm giảm các cơn đau dạ dày nhanh chóng. Lá đầu không có tác dụng làm dịu mát và giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Đó là nhờ trong lá đầu có chứa thành phần chính gồm nhiều chất oxy hóa, có tác dụng loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và cân bằng nồng độ pH trong dạ dày. Bên cạnh đó, nó có khả năng chuyển hóa trong cơ thể và thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra dễ dàng hơn. Mỗi khi bị cơn đau dạ dày ập đến, bạn có thể lấy lá đầu không để nhai hoặc uống nước lá đầu không sẽ giúp làm giảm đau nhanh chóng. Lá đầu không loại bỏ tình trạng khó tiêu.
đau dạ dày thường gây ra tình trạng khó tiêu, bụng ì ạch do thức ăn không được tiêu hóa hết và lưu trữ trong dạ dày. Thông thường, khó tiêu đi kèm với triệu chứng đầy hơi, chướng bụng. Trong trường hợp này, bạn có thể tận dụng lá trầu không để khắc phục rất hiệu quả. Dùng lá trầu không có khả năng cải thiện khả năng chuyển hóa trong cơ thể, giúp kích thích sự tuần hoàn bên trong ruột để ruột hấp thu các khoáng chất và vitamin từ thức ăn tốt hơn. Đồng thời, các chất thải bên trong ruột sẽ dễ dàng được loại bỏ nhờ công dụng kích thích đối với cơ vòng của lá trầu không. Lá trầu không giúp làm giảm và hạn chế các cơn đau do đầy hơi. Đầy hơi kèm theo các triệu chứng đau ngực, ợ nóng, khó nuốt, nôn là những biểu hiện của bệnh trào ngược thực quản dạ dày, gây cho người bệnh cảm giác khó chịu. Khi đó, dùng lá trầu không sẽ là một vị thuốc giúp kiểm soát bệnh và làm giảm các triệu chứng một cách nhanh chóng mà vô cùng đơn giản, hoàn toàn. Lá trầu không có chứa các chất giúp bảo vệ dạ dày tá tràng khỏi sự tấn công của các chất độc hại và tác nhân gây bệnh. Loại bỏ các gốc tự do gây hại, cân bằng lượng axit trong dạ dày, từ đó giúp làm giảm triệu chứng bệnh hiệu quả. Tính chất từ lá trầu không sẽ kích thích quá trình co thắt và giãn nở của cơ vòng để đẩy khí ga ra ngoài, ngăn chặn tình trạng trào ngược axit dạ dày lên thực quản. Nhờ đó sẽ giúp làm dịu các cơn đau và khắc phục tình trạng bị đầy hơi khó chịu. Lá trầu không chữa táo bón. Dùng lá trầu không để chữa táo bón rất đơn giản mà hiệu quả cao, áp dụng cho cả trường hợp người lớn và trẻ em. Nhờ có chứa nhiều chất chống oxy hóa, lá trầu không giúp loại bỏ các tác nhân gây hại dạ dày và khôi phục độ pH bình thường trong dạ dày, kích thích tiêu hóa để ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Cách dùng lá trầu không chữa táo bón rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy lá trầu không rửa thật sạch, dùng để nhai nuốt lấy nước, nhả bã, dùng khi bụng đang đói. Hoặc bạn giã nát lá trầu không, đổ nước đun sôi để nguội vào đĩa qua đêm. Sáng hôm sau chắc lấy nước này để uống, khi bụng đói sẽ giúp cải thiện rõ rệt tình trạng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bốn bài thuốc hay chữa mất ngủ chỉ trong một tuần. Giải pháp thay thế cho những viên thuốc ngủ đang ngắt lại nhiều tác dụng phụ là dùng các bài thuốc nam với nguyên liệu quen thuộc trong cuộc sống. Dưới đây là bốn bài thuốc hay chữa mất ngủ, chỉ cần kiên trì sử dụng một tuần sẽ mang đến cho bạn những giấc ngủ ngon. Top 4 bài thuốc hay chữa mất ngủ. 1. Lá bông nêm. Lá bông nêm có chức năng như tên gọi của mình, dùng lấy lá gói nêm, hạt được trồng để làm cảnh. Tuy nhiên, từ lâu đời, y học cổ truyền đã chứng minh trong lá bông có những hợp chất tác động lên hệ thần kinh trung ương, kích thích giấc ngủ. Lá bông nêm cũng có thể chế biến thành nhiều bài thuốc hay chữa mất ngủ như sau. Hãm nước uống. Lấy lá bông, hoa nhài tươi, táo nhân xào đen và tăm sen xào thơm thành một thang, sắc với 2 lít nước uống nhiều lần trong ngày. Ngâm rượu. Lấy lá bông nêm phơi khô, thái nhỏ, cho 1 lít rượu vào ngâm ngập lá, đậy nắp kín để trong 20 ngày, mỗi lần uống lấy 15ml, dùng trước khi đi ngủ là tốt nhất. 2. Hoa nhài. Hoa nhài ngoài việc dùng để ướp trà tạo mùi thơm thì cả rễ và hoa của loại cây này còn được ứng dụng để chữa mất ngủ hiệu quả. Có 2 cách dùng cây hoa nhài làm thuốc như sau. Với hoa nhài, bạn hái khoảng 10 bông hoa tươi, sau đó cho thêm 2g tăm sen, sắc lấy nước uống nhiều lần trong ngày. Với rễ cây nhài, bạn có thể phơi khô, cắt nhỏ để ngâm rượu. Rượu rễ hoa nhài để khoảng 1 tháng sẽ ngả sang màu hành vàng, có mùi thơm nhẹ rất dễ uống. Dùng liên tục khoảng 1 tuần sẽ giúp ngủ ngon hơn. 3. Hạt sen. Hạt sen không chỉ được dùng dưới dạng thực phẩm mà nó còn được các chuyên gia đông y đánh giá cao trong việc an thần, thúc đẩy giấc ngủ. Tuy nhiên, thành phần chính chữa mất ngủ lại không phải hạt sen mà là tâm sen. Phần nhân màu xanh nhỏ nằm ở giữa hạt.
Bạn có thể sử dụng hạt sen nấu thành những món ăn, bài thuốc hay chữa mất ngủ như chè hạt sen. Hạt sen long nhãn nên để cả phần tâm sen bên trong, mặc dù sẽ làm món ăn có vị đắng nhẹ nhưng lại rất tốt. Nếu dùng riêng phần tâm sen thì cần sao vàng để hạ bớt dự tính, sau đó hãm nước và trà uống. Liều lượng thích hợp mỗi ngày là từ 1 đến 3 gram. Dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của cả hai giới. 4. Quả dâu tằm. Quả dâu tằm khá lành tính và nhiều tác dụng với sức khỏe, đặc biệt tốt cho người mất ngủ. Còn gì tuyệt vời hơn khi mùa hè nắng nóng được thưởng thức những cốc nước dâu ngâm mát lạnh. Một cách khác, bạn cũng có thể làm cao dâu bằng cách ép lấy nước 1 kg dâu tằm chín rồi đem đun với lửa nhỏ. Thêm đường nấu thành cao mềm, mỗi ngày dùng 1 đến 2 lần, mỗi lần khoảng 5 gram. Vừa dễ ngủ lại cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể. Bên trên là 4 bài thuốc hay chữa bệnh mất ngủ từ những nguyên liệu rất đời, chẳng cần tốn kém hay tìm đâu xa xôi. Bạn vẫn có thể chữa bệnh hiệu quả mà rất an toàn, ngại gì mà không thử. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mát gan, giải độc gan bằng tiên dược, chữa bách bệnh ít ai biết. Lá chanh. Lá chanh là một nguyên liệu không thể thiếu khi ăn thịt gà. Nhưng ít ai biết lá chanh cũng là tiên dược chữa được nhiều bệnh. Theo các sách đông y ghi chép, lá chanh có vị ngọt cay, tính bình, trị khái, sát khuẩn, tiêu đờm. Trong các bài thuốc nam, lá chanh cũng xuất hiện với tư cách là thành phần của một nồi nước sông. Nguyên nhân là trong lá chanh có tinh dầu thơm dễ chịu, diệt khuẩn và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Khi dùng làm thuốc, lá chanh thu hái về rửa sạch, thái nhỏ hạt để nguyên, phơi khô ở nơi không có nắng, bảo quản nơi khô ráo để dùng dần, hoặc có thể dùng tươi. Sau đây là một số công dụng của lá chanh. Trong lá chanh có tinh dầu thơm dễ chịu, diệt khuẩn và tăng cường miễn dịch cho cơ thể, trị sốt rét dai dẳng. Dùng lá chanh 100g, rượu 30 độ 100ml, lá chanh được thái nhỏ, đổ rượu vào ngâm rồi đem phơi sương một đêm. Uống một lần vào lúc sáng sớm, uống 3 đến 5 ngày liền. Chữa sâu quản. Lá chanh non, lá diếp cá, lá húng chanh, lá mùi tàu, tất cả hái khi còn tươi, mỗi thứ một nắm, thái nhỏ trọn cho đều, gói vào lá chuối hơi nóng, rạch cho thoáng rồi buộc lên vết lát. Sau 24 giờ mới mở và thay miếng khác. Chữa nhức đầu, giải cảm. Một nồi nước lá sông với lá chanh, lá bưởi, lá tre, hương nhu và cúc tần, đồng thời bỏ thêm bạc hà, xả và tỏi, sẽ giúp bạn đánh bật virus cảm cúm và bệnh đau đầu ra khỏi cơ thể. Hoặc nếu sợ xong, bạn hãy sử dụng cách uống như sau. Lá chanh 16g, tỏi 4-6g, lá dùng hoặc lá mít 16g, nghệ 16g, nước 450ml, sắt còn 150ml, uống xong nằm đắp chăn cho ra mồ hôi. Lá chanh cũng xuất hiện với tư cách là thành phần của một nồi nước sông, chữa nhức đầu giải cảm, chữa ho do lạnh. Gừng tươi và lá chanh, mỗi thứ một ít, sắc từ 400ml nước xuống còn 100ml. Khi uống cho thêm một ít đường, cổ họng sẽ hết ho và ngứa. Mát gan, dùng lá chanh, lá có xay, lá gai khô, mỗi vị 12g, sắc với 3 bát nước trên bếp lửa nhỏ, sao cho còn một bát là được. Chia bát nước ra làm hai, uống sau bữa sáng và tối, kiên trì thực hiện trong vòng 15 ngày để có kết quả tốt nhất. Dùng lá chanh, lá cốt xay, lá gai khô, mỗi vị 12g, sắc với 3 bát nước trên bếp lửa nhỏ, sao cho còn một bát là được. Giúp tóc bóng mượt. Chuẩn bị lá bưởi, hương nhu và lá chanh tươi, mỗi vị 30g, rửa sạch, nấu lấy nước gội đầu. Chỉ cần từng gội một lần là sẽ có mái tóc bóng mượt hẳn. Nước gội đầu từ lá chanh giúp bạn có một mái tóc bóng mượt hơn. Chữa cảm sốt không ra mồ hôi. Cảm không ra mồ hôi thường lâu và hay để lại biến chứng. Điều cần làm là để cơ thể tiết mồ hôi trở lại để thải độc tố. Để làm được điều này, cần 10g lá chanh tươi, sắc lấy nước uống trong ngày.
Ngoài lá chanh, có thể sử dụng thêm lá cúc tần, lá bưởi, vỏ quýt, lược bằng nhau, sắc uống trong ngày. Điều trị hen phế quản: lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả xào vàng sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát, ngày uống 2-3 lần, dùng liên tục trong 10 ngày. Giảm sưng đau do mụn nhọt, chưa có mũ. Lá chanh 10g, lá cây tầm song 8g, tinh tre 10g, phơi khô 8 bọt, rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt rồi băng lại trong khoảng 8-10 phút, ngày làm 2 lần. Bài thuốc này giúp mụn nhọt giảm sưng đau nhanh chóng. Chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em. Khi trẻ em bị đầy bụng, bí tiểu, có thể lấy lá chanh giã nát, hấp nóng, đắp vào rón. Ngoài chữa cảm sốt, lá chanh còn có thể chữa đầy bụng, bí tiểu ở trẻ em hay bảo vệ răng. Bảo vệ răng: nếu răng lung lay yếu, hãy lấy 40g lá chanh tươi, đun cách thị lấy nước, ngày ngậm 2-3 lần, mỗi lần 5-10 phút, sau 3-5 ngày, răng chắc hơn. Trị nám sau sinh: bắt nồi nước lá chanh còn nóng và xông mặt trong 20 phút để đẩy tinh chất ngấm sâu vào da để trị nám, làm cho làn da trắng sáng mịn màng. Với cách xông mặt trị nám sau sinh này, bạn phải thực hiện kiên trì ít nhất trong 3 tháng mới cho kết quả. Hơn nữa, chỉ áp dụng khi đã sinh con được 4 tháng trở lên để đảm bảo sức khỏe cho làn da. Và mỗi lần xông khoảng 15-20 phút, thực hiện 3 lần trong tuần, giúp làm mờ nám, làm đẹp da. Chữa bệnh viêm xoang: tinh chất có trong lá chanh chống lại vi trùng, vi khuẩn gây bệnh xoang. Dùng lá chanh khô, đun sôi trong vòng 10 phút, sau đó chắc lấy nước và sử dụng nó để súc miệng mỗi ngày, giúp thông mũi, thông họng và hạn chế chất nhầy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nhai vỏ chanh trong 3 phút, cao răng, mảng bám, ố vàng, cứng như đá cũng tự bong ra chỉ sau 2 lần áp dụng. Khỏi cần đến nha sĩ, cao răng và mảng bám ố vàng sẽ tự động bong ra, trắng sáng không tì vết. 100 người thì 99 người ưng ý. Chanh tươi được nhiều người biết đến với công dụng làm trắng da, ngăn ngừa mụn và xóa mờ vết thâm nhanh chóng. Đặc biệt, với tinh chất dầu thơm lại chứa nhiều vitamin, thì vỏ chanh chính là loại thần dược đặc trị hôi miệng và đánh bật cao răng mảng bám ố vàng hiệu quả. Tham khảo bài viết dưới đây để có công thức làm đẹp hữu hiệu cho chính mình ngay tại nhà. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả chanh tươi, 2 thìa muối miệng, 1 bàn chải đánh răng mềm, bát và thìa. Cách làm: chanh tươi đem rửa sạch nhiều lần rồi tiến hành ngâm trong dung dịch nước muối pha loãng chừng 10 phút. Dùng dao gọt hết toàn bộ lớp vỏ xanh bên ngoài rồi cho vào một chiếc bát nhỏ. Trộn đều 2 thìa muối miệng, 1 thìa nước cốt chanh trong khoảng 1 phút, ta sẽ thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách dùng: bước 1. Để loại bỏ cao răng, mảng bám ố vàng nhanh chóng, thì trước hết bạn dùng nước ấm súc miệng nhiều lần, rồi dùng bàn chải nhúng đều vào hỗn hợp muối và nước cốt chanh. Bước 2. Tiếp đó, bạn dùng hỗn hợp trên chải đều từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, giúp các dưỡng chất hấp thụ một cách triệt để. Bước 3. Thực hiện thao tác này lặp đi lặp lại trong khoảng 1-2 phút, rồi dùng nước sạch súc miệng như bình thường. Bước 4. Hoàn thành xong, bạn dùng vỏ chanh bào nhuyễn vừa chuẩn bị cho vào miệng rồi nhai thật kỹ trong khoảng 3 phút. Với phương pháp này, bạn nên áp dụng thường xuyên mỗi ngày một lần vào các buổi sáng hoặc tối trước khi đi ngủ. Nó không những giúp hơi thở thơm tho, mặt khác đánh bật cao răng cứng đầu và trả lại hàm răng trắng bóng tự nhiên. Lưu ý nhỏ nhỏ: để đạt hiệu quả tối ưu, bạn nên thực hiện liên tục. Ngoài ra, cũng cần hạn chế sử dụng những loại thực phẩm có chứa các chất kích thích độc hại như rượu, bia, thuốc lá hay những nguyên liệu tối màu. Trên đây là toàn bộ những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng với vài mẹo nhỏ sẽ giúp mọi người có được hàm răng trắng bóng mà không cần tới nha sĩ cho tốn kém. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
cỏ mằn trầu trị huyết áp cao. Đông y cho rằng cây cỏ mằn trầu có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, tiêu viêm, cầm máu, tan ứ, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp. Cỏ mằn trầu hay mằn trầu, tên khác là ngưu căn thảo, thanh tam thảo, chỉ cỏ tía, cỏ gián, cỏ bắc, cỏ vườn trầu, cỏ mằn trầu. Đông y cho rằng cây có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, tiêu viêm, trừ thấp, cầm máu, tan ứ, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp, hạ sốt và sốt rét. Phối hợp với nhân trần làm nước giải khát mùa hè. Có công dụng trị cao huyết áp, lo phổi, ho khan, sốt âm ỉ về chiều, lao lực mệt nhọc, tiểu tiện vàng và ít mọt. Còn dùng cho phụ nữ có thai, hỏa nhiệt, táo bón, buồn phiền, động thai, nhức đầu, nôn mửa, tức ngực, sốt nóng. Cũng dùng uống trị mụn nhọt, có chứng nhiệt độc, trẻ em tư lưỡi. Hiện nay, cỏ mằn trầu còn được xếp vào nhóm những cây thuốc quý có tác dụng chữa ung thư đang được nghiên cứu. Dưới đây là một số cách trị bệnh từ cỏ mằn trầu. Bệnh nhân cao huyết áp, nhổ toàn cây, cả rễ rửa sạch, thái nhỏ, cần 500g, giã nát, thêm một chén nước đun sôi để nguội, vắt lấy nước cốt, lọc lấy nước, có thể cho thêm ít đường cho dễ uống, chia hai lần uống vào sáng và tối trước khi đi ngủ. Bệnh nhân lao phổi, ho khan, sốt âm ỉ về chiều, lao lực mệt nhọc, tiểu ít, nước tiểu vàng, lấy cỏ mằn trầu 40g, sắc 200ml uống một lần trong ngày. Phụ nữ có thai, người nóng dẫn đến táo bón, buồn phiền, động thai, nhức đầu, nôn mửa, tức ngực. Ngày sắc 12 đến 16g khô trong 300ml nước uống 2 đến 3 lần. Trẻ con mụn nhọt, sốt cao, sốt xuất huyết, rôm sảy, ban đỏ từ lưỡi, lấy cỏ mằn trầu tươi 120g rửa sạch giã nát, vắt lấy nước uống. Cỏ khô 20g sắc với 400ml nước, còn 100ml chia uống 2 lần. Nóng trong người, tiểu gắt và vàng, da mẩn đỏ, cỏ mằn trầu 40g sắc uống 1 lần trong ngày. Có thể thêm 20g rễ cỏ tranh sắc chung uống trong ngày. Trẻ đái dầm lấy 20g cỏ mằn trầu, mùi tàu 20g, rau ngổ 20g, cỏ sữa lá nhỏ 10g, thái nhỏ, sắc uống sau bữa ăn chiều. Ngoài ra, cỏ mằn trầu với mồ kết đun lấy nước để gội đầu, dùng trị tóc bạc sớm. Đề phòng viêm màng não truyền nhiễm, cỏ mằn trầu 30g, sắc uống trong ngày, uống liền 3 ngày, nghỉ 10 ngày, sau đó lại uống tiếp 3 ngày nữa. Chữa sốt cao, co giật, hôn mê. Cỏ mằn trầu 120g, sắc với 600ml nước, còn 400ml, thêm ít muối, cho uống nhiều lần trong 12 giờ. Mằn trầu cũng một vị thuốc trong tòa thuốc căn bản. Cỏ tranh 8g, rau má 8g, cỏ mực 8g, cam thảo đất 8g, cá đầu ngựa 8g, mằn trầu 8g, gừng tươi 2g, củ sả 4g, vỏ quýt 4g. Tác dụng của mằn trầu trong đơn là giải độc, an thai, thanh nhiệt. Chữa viêm da, vàng da. Cỏ mằn trầu tươi 60g, rễ cây tổ kén được, một loài cây gió 30g sắc uống. Chữa phong nhiệt, ghẻ lở, mẩn ngứa. Lấy cỏ mằn trầu tươi, rửa sạch giã nát, vắt lấy nước cốt uống ngày 2 đến 3 lần. Chữa cảm, sốt nóng, người mẩn đỏ, tiểu tiện vàng ít. Mằn trầu 16g, cỏ tranh 16g, sắc uống trong ngày. Theo lương y Nguyễn Văn Phấn, nổi mụn trong miệng do ăn uống nhiều đồ cay nóng nên cần thanh nhiệt giải độc lợi tiểu tiện. Dùng cỏ mằn trầu, cây muống trâu, rễ cỏ tranh, rau sam, rau má, rau ngót, rau dền trắng, cỏ mực, cây ké, cây đậu xăng, cam thảo nam, mỗi thứ một nắm, bí đô 2 khoanh mỏng, củ sả 10 lát mỏng, gừng tươi 3 lát, vỏ quýt 1 cái. Sắc với nước, ngập một lóng ngón tay, còn một bát để uống hết. Sắc lần 2, lần 3 để uống trong ngày. Theo lương y Vương Đăng,
Nếu phụ nữ bị băng huyết dùng cỏ mằn trầu, cây mùn trâu, thái nhỏ, cam thảo nam, rễ chanh, cỏ mực, rau má, cây ké, mỗi thứ một nắm, ngải cứu 10 lá, củ xả 10 lá, gừng sống 10 lá, vỏ quýt một vỏ. Vỏ quýt một vỏ, đổ ngập nước sắc còn 2 bát, chia 2 lần uống trong ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cây sáu hổ chữa khỏi đau nhức xương khớp chỉ trong 4 đến 5 ngày. Nhiều người biết đến công dụng của cây sáu hổ để chữa bệnh mất ngủ, nhưng không biết đây còn là loại thảo dược chữa đau nhức xương khớp lâu ngày rất tốt. 1. Mô tả. Cây sáu hổ, họ trinh nữ, còn được gọi với những tên khác như trinh nữ, cỏ thẹn, mắc cỡ, hồn tu thảo. Sáu hổ là loại cây thần thảo sống lâu năm, mọc thành bụi lớn, cao khoảng 30-40cm. Thân cây gồm nhiều cành mọc lòa xòa, có lông và gai nhỏ. Lá là dạng kép, thường cụp lại khi đụng phải. Hoa sáu hổ mọc ở kẽ lá, được xếp thành đầu tròn, màu tím hồng, có bốn cánh bốn nhụy, bốn noãn, bốn cánh dính nhau ở nửa dưới. Hoa thường nở từ tháng 6 đến tháng 8. Quả sáu hổ thắt lại giữa các hạt, có nhiều lông cứng. 2. Dược tính. Cây sáu hổ thường được dùng làm cây thuốc, toàn cây gọi là hàm tu thảo. Cành lá thu hái vào mùa khô, dùng tươi hoặc dùng khô, rễ đào quanh năm, rửa sạch, thái mỏng, phơi khô. Theo y học cổ truyền, cây sáu hổ có vị ngọt, hơi sơ, tính hơi hàn, có tác dụng trấn tĩnh, an thần, chống viêm, làm dịu đau, hạ áp, tiêu tích, lợi tiểu. Các nghiên cứu hiện đại cho thấy cây sáu hổ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương. Kết quả thu được đã chứng minh kinh nghiệm dùng sáu hổ chữa mất ngủ trong dân gian là đúng. Các bộ phận của cây sáu hổ khi dùng làm thuốc có những dược tính như sau. Cành và lá cây có vị ngọt, hơi đắng, tính lạnh, hơi có độc, tác dụng thanh can hỏa, an thần, tiêu tích, giải độc, dùng để chữa viêm ruột, viêm dạ dày, mất ngủ, trẻ em cam tích, mắt nóng, tướng đau, sưng tấy, mưng mủ ở phần sâu. Liều dùng 15-30g dưới dạng thuốc sắc hoặc nấu với thịt, dùng đất ngòi không kể liều lượng. Rễ cây có vị chát, hơi đắng, tính ấm có độc, tác dụng chỉ khái hòa đàm, thông kinh hoặc lạc, hòa vị, tiêu tích, dùng chữa viêm khí quản mãn tính, phòng thấp đau nhức, viêm dạ dày mãn tính. Liều dùng 10-15g dưới dạng thuốc sắc hoặc ngâm rượu mỗi ngày. 3. Kinh nghiệm chữa đau nhức xương khớp bằng cây sáu hổ. Nhiều người biết đến công dụng của cây sáu hổ để chữa bệnh mất ngủ, nhưng không biết đây còn là loại thảo dược chữa đau nhức xương khớp lâu ngày rất tốt. Kinh nghiệm dân gian của người dân các vùng Diễn Châu, Nghệ An và một số địa phương thuộc miền Nam cho thấy loại cây này dùng để chữa bệnh xương khớp rất hiệu quả. Các bài thuốc cụ thể như sau. Chữa đau nhức xương khớp lâu ngày. Dùng rễ cây sáu hổ thái thành từng miếng mỏng phơi khô. Ngày dùng 120g đem rang lên, sau đó tẩm rượu 35-40 độ, rồi lại rang cho khô. Thêm 600ml nước, sắc còn 200-300ml, chia làm 2-3 lần uống trong ngày. Bài thuốc này thường dùng 4-5 ngày là thấy kết quả. Chữa đau lưng, đau nhức xương khớp, chân tay tê liệt. Rễ sáu hổ 30g, thái mỏng, tẩm rượu, sao cho thơm, sắc với 400ml nước còn 100ml, chia uống làm 2 lần trong ngày. Rễ sáu hổ, hy thiêm, gai tầm sọng, dây đau xương, thiên niên kiện, thổ phục linh, tục đoạn, dây gấm, kê huyết đằng, mỗi thứ 12g, sắc uống ngày một thang. Rễ sáu hổ, rễ bưởi bung, rễ cúc tần, mỗi thứ 20g, rễ đinh lăng,
rễ cam thảo dây, mỗi thứ 10g, sắc uống ngày 1 thang, có thể ngâm rượu. Hỗ trợ điều trị và dự phòng thoái tác đau xương, thấp khớp, tê thớp. Rễ cây sáu hổ và rễ cây lá lốt, mỗi thứ từ 15 đến 20g khô, sắc uống trong ngày. Dùng nước sắc cây sáu hổ và cây lá lốt, cho thêm một chút muối ăn để ngâm các khớp bị bệnh trong thời gian chừng 20 đến 30 phút khi nước thuốc còn ấm. Thuốc xong tắm chữa viêm khớp. Cây sáu hổ, lá lốt, mỗi thứ 40 đến 50g, lá lòng não 20g, quế chi 15g, hắc hương, tiết tô, cây hy thiêm, lá ngải cứu. Đơn tướng quân mỗi thứ 30 đến 40g. Cho tất cả vào nồi, thêm nước xăm xấp đun sôi tới khi có mùi thơm tỏa ra. Trùm vải kín để hơi nước thuốc ngấm vào bộ phận bị bệnh. Xong khoảng 10 đến 15 phút mỗi ngày, tới khi mồ hôi ra toàn thân thì dừng lại. Nên xong hoặc tắm hơi ngày một lần, mỗi liệu trình 2 tuần, sau đó nghỉ một tuần rồi làm tiếp liệu trình khác. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.